Đỗ Thanh xin được kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Đỗ Thanh Show. Thưa quý vị, bên cạnh Đỗ Thanh là cô Thái Thị Như Quỳnh, là dòng dõi của vua Minh Mạng. Hôm nay Thái Family Reunion để kính mời quý khán thính giả cùng chia sẻ. Đỗ Thanh xin được kính chào cô ạ. Dạ, thưa, xin chào, kính chào Đỗ Thanh. Hôm nay là nhân dịp là ngày Thái Family Reunion và cũng là người Việt thành đạt ở xứ người của Thái Thị Như Quỳnh, nên Thái Thị Như Quỳnh rất là hân hạnh giờ Đỗ Thanh tới để mà làm MC cho gia đình của họ Thái, dân tộc gia tộc của vua Minh Mạng cho tới đời ông bác ông nội là thượng thư bộ lại và bác sĩ Thái Vân Du. Dạ, xin cảm ơn ạ, xin cảm ơn rất nhiều. Cảm nghĩ của cô ra sao khi ngày hôm nay Thái Family Reunion với rất nhiều những con cháu thành đạt đều tề tựu về đây ạ? Thật tình ra là Quỳnh rất là hân hạnh, sung sướng và hạnh phúc cho tròn cái cuộc đời của Quỳnh từ lúc mà xa quê hương để qua đây để mà lập nghiệp từ 1975 cho đến 2018 đều tất cả là thành công cả. Anh em trong gia đình đoàn tù với nhau cũng học thành tài bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ và luôn của Quỳnh hiện bây giờ vẫn còn làm tại US Post Office ở Grand Rapids, Michigan, phụ trách về the mail security. Ok, thành ra đó là một sự hân hạnh to tát tròn cả cuộc đời mà không biết làm sao mà mô tả cho hết. Và sau đây là những hình ảnh để kính mời quý vị cùng chung vui với Thái Family Reunion tại miền Nam California, là dòng dõi của vua Minh Mạng. Sau bao nhiêu năm, những người con, những người cháu hội ngộ tại nơi đây. Kính mời quý vị cùng theo ống kính với Đỗ Thanh. Xin chúc mừng đến cô và những hình ảnh cũng như những lời phát biểu của những thân hữu ngày hôm nay đến chung vui, thưa cô. Xin cảm ơn Đỗ Thanh nhiều. Đỗ Thanh xin được kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Được Phủ Sống Khắp 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ. Thưa quý vị, sau bao nhiêu năm xa xứ, những người con của vua Minh Mạng đã hội ngộ nơi đây để cùng đọc lại trong dòng sử cũ của đất thần kinh, nơi mà đã sinh trưởng biết bao nhiêu người và theo vận nước nổi trôi. Hơn 40 năm trôi qua, những người con lưu lạc nơi xứ người đã tạo được những thành đạt đáng kể để ngày hôm nay Thái Family Reunion và vinh danh sự thành đạt của Thái Thị Như Quỳnh tại miền Nam California cùng với bạn bè thân hữu và dòng tộc. Một lần nữa chúng tôi xin kính mời quý vị cùng dành tràng pháo tay thật lớn cho sự hội ngộ đặc biệt hôm nay. Và những lời chia sẻ của cô Thái Thị Như Quỳnh đến với tất cả chúng ta. Dạ, hôm nay là ngày 30 tháng 6 2018 là nhân ngày kỷ niệm Thái Family Reunion và cũng nhân là sự mừng cái ngày thành đạt ở xứ người của Như Quỳnh từ 1975 cho tới 2018 hiện giờ vẫn còn tiếp tục làm ở tại bưu điện ở Grand Rapids với cái sự kiên cố và chịu đựng với cái tuổi tác như thế này mà vẫn đi làm là con làm bao nhiêu thì mẹ vẫn làm gì đều như con chứ con thua con một giờ phút nào cả. Christmas thì cũng làm một tuần ba ngày, một ngày 12 tiếng. Đó là giờ thì sự thông minh của gia đình họ Thái để lại cho Như Quỳnh tới ngày bữa nay để con được cái sự minh mật, cái sự cám đạt, cái sự kiên cố, chịu đựng để mà thành đạt cho trong gia tộc của họ Thái tới ngày bữa nay. Vì vậy mà hôm nay Quỳnh rất là cảm ơn bà con bên nội cũng như bên ngoài và quý quan khách đã tới dự cái ngày đặc biệt của gia đình họ Thái và sự thành đạt của Quỳnh ở nơi xứ người. Xin lỗi, ở quê nhà mình thì cái gì cũng dễ cả, tiếng tắm, tiếng sanh, mẹ đẻ còn chứ mà xứ người là không phải là tiếng tắm, mẹ đẻ của Quỳnh và Quỳnh đã chịu khó học hỏi từ 1975. Sáng đứa con đi học thì mẹ cũng đi học. Tôi nói là con vô trường học thì mẹ vô đường trường. Là con thì vô học thì học, mẹ thì vô học lại học.
ở cái xứ lạnh quê người rất là nguy hiểm khó khăn. 5 giờ sáng ta mà trời tiết trơ lên trơ xuống mà đi thì té lên té xuống mà vô học phải vô ngồi trong lớp mà làm bài rất là kỹ lược. Trong phải cái quê nhà của mình rất là dễ dàng qua đến cái gì cũng thấy là cũng khó khăn cả. Mà giờ cái sự thông minh của ông bà tổ tiên truyền lại cho mình có được một cái thông minh không làm sao mà ai mà qua được mình ở hiện giờ ở bưu điện những gì cố kè muốn dân thì sự công việc của mình nhưng mà không qua được mình thì thua chuyện hiện tâm cho mình thua cái sự thông minh vì vậy mới giữ được cho tới ngày bữa nay. Cho nói xin lỗi cái tuổi quân liền tỏ cho ông chết nhưng mà người ta vẫn kính nể trọng mình là ta nể cái sự thông minh và cái sự kinh nghiệm chịu khó học hoài đi học tốt nghiệp 16 lớp về Mail Security ở bưu điện Grand Rapid thành ra tới bây giờ công sở hậu cần mình thì có con can đảm con tinh thần còn sự đại diện mà đéo đuổi làm còn nữ nhưng mà công sở hậu cần mình thì mình còn mặt mũi nào mà vô làm cả vì vậy mà Quỳnh rất là hân hạnh cảm ơn cái sự thông minh của ông bà tổ tiên gia tộc Hồ Thái đã truyền lại cho Quỳnh được cái sự can đảm làm cho tới ngày bữa nay. Và một lời chào xin cảm ơn tất cả và bà con cô bác và bạn bè đã bỏ ý thì giờ mà tới để chung vui với gia đình và sự thành công của kinh tới hôm nay và xin cảm ơn nhiều, xin đa tạ. Thưa quý vị, đó là lời chia sẻ của cô Thái Thị Như Quỳnh, không chỉ dừng lại ở tài trí thông minh như những thời đi trước và trong trang sử vẫn còn đó những vị vua triều Nguyễn khi nói về dòng tộc của cô mà cô đã đoạt được giải Hoa hậu tại Nam Cali trong thời gian vừa qua, thưa quý vị ạ. Và để tỏ thêm về gia tộc, chúng tôi xin kính mời quý vị cùng tiếp đón cựu thiếu tá quân lực Việt Nam Cộng Hòa, là một nhà nghiên cứu văn sử học, kinh dịch và phong thủy, ông Nguyễn Văn Lành sẽ nói về gia tộc. Xin kính mời quý vị, tôi mời ông ạ. Tôi là Nguyễn Văn Lành. Thân kính chào quý vị và đặc biệt là giáo sư Nguyễn Lý Tưởng có mặt hôm nay. Tôi xin giới thiệu, tôi là con của cô Thái Thị Miện, em cô chú bác ruột với cụ cố Thái Văn Toàn và Thái Văn Dù. Nói để cho cháu biết gốc là làng Quy Thiền, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Bây giờ cái lai lịch, trước khi mà nói về lai lịch á, thì tôi xin đọc một câu này để xác nhận cái lời của Thái Thị Như Quỳnh khi này trình bày quý vị. Nó ta nói rằng không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời, mà đến đời Quỳnh á là đời thứ tư rồi đó, mà còn tiếp tục nữa, mà không những giàu quý mà sang trọng. Nên được mô tả đây là một dòng dõi trong anh thế Việt mà hôm nay chúng tôi kiếm mình. Trước tiên là nói về dòng họ, lưu ý con cháu họ Thái hôm nay có mặt ở đây có thể chưa biết rõ mà tôi là nhân chứng sống của thời đại. Nên tôi trình bày xuất phát là họ Thái từ Thanh Hóa, sau đó theo phò chúa sái là Nguyễn Hoàng vào lập nghiệp diên cơ đặt ở tại Ái Tử, riêng cụ tổ thì vào lập nghiệp tại cái làng Kỷ Lệ, đến đời Văn Thân đổi thành làng Quy Thiện. Khi mà vào á, thì có tất cả sinh ra 3 phái. Cái phái 1 là cái phái mà còn ở tại Quy Thiện, là sau này sinh ra con cháu mà nổi bật nhất là cụ Thái Văn Toàn và Thái Văn Dụ. Cái phái thứ hai đó thì vào lập nghiệp ở Hương Điền Huế mà sinh ra những giáo sư Thái Duẩn Nga, trung tướng Thái Quang Hoàng. Cái phái thứ ba đó thì lên lập nghiệp tại Cam Lộ, sau này sinh ra cái người nổi tiếng là giáo sư hiệu trưởng Nguyễn Hoàng Thái Mộ Hùng. Đó sơ qua để quý vị biết cái dòng họ Thái. Nhưng mà cho đến đời cụ Thái Văn Dụ mà quên là cái bọn Thái Văn Út là ông nội
mà Quyền kêu đó, nó đặc biệt là cô đi tham dự cái thi hương về thi hội và đồng thủ khoa, mà cái thời đó đó không được trao cái bằng tiến sĩ nên bị được trao bằng bằng nhận. Đầu tiên là bộ nhiệm làm tri huyện ở Quảng Bình, sau đó đó thì được điều về trong cái dinh huấn đạo Trung Kiều và giữ cái chức gọi là viên tử, tức là dạy con của vua, là dạy cả hoàng tử và cả công chúa. Thì ở tại cái dinh này thì cụ có phải lòng của cô công chúa Nhị Tỷ, là con của Tùng Thiền Vương, mà Tùng Thiền Vương là đứa con thứ nhì của vua Minh Mạn, và đứa con đầu là Miên Tông, là vua Thiệu Kỳ, rồi đến vua Tử Đức, rồi người con thứ ba, đứa em thứ ba là Hồng Bảo, và đứa em thứ năm là vua Hiệp Hòa. Đó thì vì dòng dõi trong năm đời con đầu của vua Minh Mạng đều là vua ba đời, còn riêng ngài thì ngài từ chối, chứ nếu không thì ngài đã bị cùng số phận, bị cẩn thận mưu hại. Sau khi mà tác hợp với công chúa Nhị Tỷ mới sinh ra hai người con là Thái Văn Toản và Thái Văn Du, như vậy cùng Toản và cùng Du đó là cháu ngoại của vua, là vậy đó. Sau này cùng Toản được tiến cử làm thường thư tham dự triều đình ba đời. Trước năm 1932 là dưới triều của Nguyễn Hữu Hải, sau 1933 thì dưới triều của Phạm Quỳnh, sau năm 1945 là dưới triều của Trần Trọng Kim. Nó đặc biệt trong cái triều làm thường thư của lại trong cái triều mà của Phạm Quỳnh á, thì chính ngài là cụ Thái Văn Toản đã tiến cử Ngô Đình Diệm lúc bây giờ là tri phủ ở Hải Lăng đi vào làm thường thư, tiến cử Ngô Đình Diệm đi vào làm thường thư cùng thời với cụ Thái Văn Toản. Sau này thì cụ Thái Văn Du đó đặc biệt đầu tiên á là học ở Pháp và độ đốc tờ Pháp, mà phải tìm với cô nữ sĩ Tương Phổ, tôi xin nhắc nữ sĩ Tương Phổ với Giọt Lệ Thu rất nổi tiếng trong văn học Việt Nam, khóc vì tình. Nhưng mà y duyên không thành, mà cụ Thái Minh Du đó thì kết duyên với thân nương nương. Thân nương nương là bên họ thân, mà họ thân đấy là dưới thời của thời Lý Thái Tổ đã phong cái họ này cho một vị tu trưởng nằm ở phía Tây Bắc, tức là nằm ở Tây Bắc Lạng, mà cho đến bây giờ họ thân này cho đến bây giờ đã 1000 năm thì phải lòng của thân nương nương này mới sinh ra độc tôn là Thái Văn Phạn. Đó, Thái Văn Phạn mà là thân phụ của Thái Thị Lý đó. Bây giờ nói đến thời của Thái Văn Phạn thì cụ đó cùng học tư pháp, đỗ bằng tú tài nên thường được gọi là tú pháp. Sau khi về Việt Nam vào khóa 3 Đà Lạt và cho đến cấp bậc cuối cùng là trung tá giám đốc và giáo sư tại trường sinh ngữ quân đội, nhưng mà sau năm 1663 thì không đồng thời với các tư lệnh nên cụ từ chức và giải ngũ. Ở đây hình như có cô giáo thì cô là Bi Cầu. Bi Cầu á là bản thân với Lương Toản, mà nhớ là năm 1978 là cầu Tú Phan và cô Thái Thị Miệt cùng vào thăm quan và cầu ở trong tù ở tại cái tài và đại trung học. Đó là lần đầu tiên và lần cuối cùng gặp cầu, cuối cùng cầu là trung tá Thái Văn Phan, gọi là Tú Phan, nên nói để cho con cháu biết. Thì những cái dòng họ đó cho đến về sau này cho đến bây giờ đời Lý, và còn bây giờ hiện tại đây không phải hôm nay đến đây không, là còn có ai nữ của cùng Thái Văn Toản là Thái Tỷ Lý không phải hôm nay của đến đây không, còn ngoài ra là con cháu của bên Ú Phan có rất đông ở đây. Thì với đại diện của gia đình dòng họ và quê hương ở tại Quảng Trị và làm quê thiện,
hôm nay tôi lên đây xin chúc phúc đầu tiên cho gia đình họ Thái, con cháu đề huệ hạnh phúc và đều thành đạt hết, và chắc chắn rằng những đời sau này kế tục cả trăm đời sẽ thành đạt. Và đặc biệt cầu chúc phúc cho Thái thị Như Quỳnh. Thưa quý vị, tiếp theo chương trình là phần chia sẻ những cảm nghĩ, những thân tình của giáo sư Nguyễn Lý Tưởng. Xin kính mời quý cô bác dành cho giáo sư Nguyễn Lý Tưởng một tràng pháo tay thật lớn và chào mừng ông đến với ngày hôm nay. Thưa quý vị, là chưa bao giờ em nhận lời làm MC một trong một cái chương trình đặc biệt mà em run đến như thế này. Dạ, càng nghe gia thế của cô Thái thì Như Quỳnh thì em càng run hơn nữa. Là bởi vì em đang biết là em đang làm MC cho một chương trình của dòng dõi vua chúa. Và trước khi vào đây thì bác Nguyễn Văn Lành có đưa cho em xem cái gương định. Và em sợ cái gương định nó nhắm tới em. Thưa quý tất cả quý vị, là trong bài phát biểu của bác Nguyễn Văn Lành, là cựu thiếu tá của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, là một nhà nghiên cứu văn hóa sử học kim dịch và phong thủy, có hai đoạn làm cho Đỗ Thanh nhớ rất nhiều. Đó là thời của chúa Nguyễn Hoàng mang gươm đi mở cõi phương Nam đã gắn liền với câu sấm trạng trình hoành sơn nhất đái vạn đại dung thân. Và một dấu mốc lịch sử nữa đó là thời của vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long 1010, cho nên vừa qua khi đến năm 2010 là 1000 năm Thăng Long. Và những dòng sử đó đã được chia sẻ rất nhiều trên hệ thống phát hình của Đài Hồn Việt. Và như Đỗ Thanh nhớ và nhớ rất rõ là bởi vì có được một người thầy rất trân quý. Và người thầy đó cũng là người đã có một khoảng thời gian cùng làm việc với cô Thái thị Như Quỳnh, một người thầy mà Đỗ Thanh rất trân quý, xem như một viên ngọc, ruột viên ngọc và một nhân chứng sống của lịch sử. Và kính xin tất cả quý vị hãy hân hoan chào đón phần phát biểu của giáo sư Xuân Thuận. Hai thầy trò đã gần 20 năm trong chương trình Những Nẻo Đường Việt Nam vẫn xuyên suốt để đem dòng sử Việt chia sẻ với thế hệ sau. Sau toàn kính chào quý vị khán giả, và kính chào quý anh chị ban nông nghiệp. Và chúng tôi xin bán tắt lại cái sự thành công của gia đình chị Thái Thị Như Quỳnh đó, là sự thành công thứ nhất là thành công về không những là cá nhân mà thành công về những cái thế hệ sau, tức là thế hệ con cháu cũng là sẽ thành đạt rất là tốt. Và chúng tôi xin nhận lời lại ông Hoàng Mai Chào là cựu hội trưởng, cũng như là vẫn còn gắn bó với hội nông nghiệp. Xin cảm ơn bạn. Thưa quý quý vị trong gia đình của chị Thái, thưa quý vị, xin cảm ơn chị Thái Thị Như Quỳnh đã có nhã ý mời chúng tôi, những anh chị em trong gia đình nông nghiệp đến tham dự và chung vui cùng với lại đại gia đình của chị Thái xung họp ngày hôm nay. Chúng tôi cũng xin thưa là chị Thái Thị Như Quỳnh đó thì đã được phục vụ trong ngành nông nghiệp của chúng tôi từ năm 1958, và suốt từ đó đến năm 1975 sau khi mà chúng ta mất nước và đi ra hải ngoại, thì chị Quỳnh vẫn luôn luôn gắn bó với lại gia đình nông nghiệp của chúng tôi. Hôm nay thì chúng tôi xin phép là được với xin được phép được đại diện cho một số các anh chị trong đại gia đình nông nghiệp. Xin anh hội trưởng của Hội Nông nghiệp Việt Nam Hải Ngoại cũng có một chút quà của ngành nông nghiệp để riêng để mà tặng chị Quỳnh trong suốt thời gian chị đã phục vụ cho đất nước, cho ngành nông nghiệp, cho đất nước, cũng như phục gắn bó với yểm trợ cho gia đình nông nghiệp hải ngoại của chúng tôi. Được, chúng tôi xin cảm ơn tất cả quý vị và xin mời anh Thông, hiện nay là hội trưởng của Hội Nông nghiệp Việt Nam Hải Ngoại, cũng xin nhắc lại chúng tôi là những người trong Hội Nông nghiệp Việt Nam Hải Ngoại đã xin được có một chút quà lưu niệm để dành để xin tặng chị Quỳnh. Xin chào tất cả quý vị.
tôi đại diện cho hội người hải ngoại. Tôi có cái quà coi như đây là phần thưởng lễ và khen thưởng của chị Quỳnh. Tôi xin tuyên đọc. Chứng nhận bà Thái Thị Như Quỳnh là nhân viên thâm niên từ năm 1958 đến năm 1975 tại Tổng nhà Nông nghiệp Cục Bộ Canh Nông Việt Nam Cộng Hòa. Bà tận tâm phục vụ và hoàn thành xuất sắc công vụ được giao phó. Sau năm 1975 ở hải ngoại, bà vẫn thường xuyên gắn bó ủng hộ tài chính cho Hội Nông nghiệp Việt Nam hải ngoại một cách tích cực, thay mặt cho Hội Nông nghiệp Việt Nam hải ngoại. Xin chân thành tri ân bà Thái Thị Như Quỳnh. Xin cảm ơn ông chủ tịch của Hội Nông nghiệp từ đại an ủi với đó cùng một cái an ủi tròn một cuộc đời công chức từ Việt Nam chứ qua tới Mỹ, hiện giờ qua Mỹ cũng gọi là công chức của sự Mỹ nữa. Ok, thành rất là Và ngoài ra chúng tôi có một cái quà nhỏ cho mọi người. Dạ thì với cái sự tận tâm phục vụ cho nông nghiệp và với sự gắn bó thường xuyên với gia đình nông nghiệp chúng tôi, thật ra chúng tôi là một đại diện cho một số các em nông nghiệp hay ngoại, xin có những cái bài thơ này để xin kính tặng chị. Dạ. Thái Thị Như Quỳnh, Bộ Canh Nông, thâm niên công vụ bao năm ròng, anh em nông nghiệp trong ngoài nước ngưỡng mộ giai nhân cả tấm lòng. Dạ, tôi đúng câu thơ là thầy. Bây giờ chính chị. Gia đình trong Việt và quý báo khác đã tới những cái cuối với Quỳnh hôm nay. Không bao giờ mà Quỳnh bỏ Quỳnh qua cả. Vâng, giờ tới nơi đây. Nhưng xin cảm ơn tất cả. Kính thưa quý khán thính giả, đó là những hình ảnh trân quý của Thái Family Reunion. Sau bao nhiêu năm lưu vong xa xứ tại hải ngoại, cả gia đình đoàn tụ về đây cùng ôn lại những trang sử hào hùng của thời vua Minh Mạng, và những thân hữu cũng đã nói lên được tình đoàn kết và bao nhiêu năm phấn đấu để thành công nơi hải ngoại. Cảm ơn quý khán thính giả vừa theo dõi trong chương trình Đỗ Thanh Show. Chương trình đến đây xin phép được tạm ngừng và kính chúc Thái Family Reunion sẽ luôn thành công nhiều hơn nữa tại hải ngoại. Kính chúc cô Thái Thị Như Quỳnh sẽ luôn sức khỏe và vẫn còn đó những trang sử hào hùng của cha ông thời trước. Cảm ơn quý khán thính giả vừa theo dõi chương trình của Đỗ Thanh Show. Kính hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát hình kỳ tới.